xin trân trọng kính mời các đại biểu, các cụ, các ông, các bà trong phòng tang lễ chúng ta đứng dậy. Kính thưa hương hồn đồng chí Đỗ Văn Bàn, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các đảng, bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương trong thôn, kính thưa các cụ, các ông bà, cô dì chú bác, anh chị em cùng toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài xã. Đồng chí Đỗ Văn Bàn sinh năm 1927 tại thôn Vàng, xã Đông Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước hết sức khó khăn gian khổ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, sau là của đế quốc Mỹ. Năm 1948, đồng chí đã tham gia vào lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị là F-308. Trong suốt thời gian trong quân ngũ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững bản chất anh bộ đội Cụ Hồ. Tháng 11 năm 1954, đồng chí phục viên trở về địa phương thôn Vàng, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí đã tham gia vào Hội Chiến binh tháng 8 năm 2003 và được tặng kỷ niệm chương Hội Cựu Chiến binh tháng 12 năm 2013. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí đã được chính phủ nhà nước Việt Nam tặng huy chương chống Pháp hạng nhì, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba, huân chương chiến thắng hạng ba. Căn cứ vào điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, căn cứ vào quy chế hoạt động tình nghĩa của Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Lạc, quyết định phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu và thi hài đồng chí Đỗ Văn Bàn. Sau đây xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Xuân Nhật, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Lạc lên đọc quyết định và duy trì lễ phủ quân kỳ. Xin mời đồng chí. Đây chuyện Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Thế số 15 quyết định cựu chiến binh ngày 8 tháng 3 năm 2021. Quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Thế căn cứ nghị định số 105/2012 ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ thông tư số 86/2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh và tử trần. Căn cứ hướng dẫn số 19 hướng dẫn cựu chiến binh của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với hội viên Hội Cựu Chiến binh tử trần. Xét quá trình công tác, hoạt động cách mạng, xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tham gia hoạt động công tác Hội Cựu Chiến binh của đồng chí Đỗ Văn Bàn, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thuộc Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Lạc. Quyết định điều 1, phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu đồng chí Đỗ Văn Bàn, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã từ trần ngày 7 tháng 3 năm 2021. Điều 2, Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Lạc, ban lễ tang và gia đình đồng chí Đỗ Văn Bàn tổ chức thực hiện quyết định này. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Thế, Chủ tịch Nguyễn Đức Quyền đã ký. Sau đây, lễ phủ quân kỳ bắt đầu. Kính thưa hương hồn đồng chí Đỗ Văn Bàn, chúng tôi Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Lạc vô cùng xót xa thương tiếc khi nghe tin đồng chí do tuổi cao bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ
tận tình cứu chữa, con cháu hết lòng chăm sóc nhưng không qua khỏi. Đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 0 giờ 35 phút ngày 7 tháng 3 năm 2021, tức ngày 24 tháng Giêng năm Tân Sửu, tuổi thọ 95 tuổi. Đã hội tụ tại đây trước hương án tiền của đồng chí để thắp nén tâm nhang, cầu mong cho đồng chí nơi chúa vàng yên giấc ngàn thu. Chúng tôi, những người ở lại, xin hứa trước vong linh đồng chí, 343 hội viên cựu chiến binh xã Hồng Lạc sẽ đoàn kết đồng lòng cùng đảng bộ, chính quyền, các ban ngành toàn thể địa phương và bà con nhân dân thôn bản quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Hồng Lạc ngày càng giàu đẹp, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, để tiễn biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, đề nghị phòng tang lễ để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.